Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Hôm nay 21 tháng 12 âm lịch em trở lại vườn Mai Phong Tốt đây để quay cho bà con xem tình hình mai ở vườn Mai Phong Tốt như thế nào nha. Ôi, trước mặt anh chị thấy là một bãi đất hôm nay là trống trải lớn lắm nha anh chị các bạn. Bên này một số cây mai hình như bữa nay là đã lên búp rồi, chứng có cái lên chân xanh hết trơn anh chị. Ở bên này có hai cây mai lớn ha, hai cây mai này hình như mới thấy nè. Đó. Rồi bên này là những cây mai chung chung, còn mai lớn ở đây hình như là cũng đi gần hết rồi, còn lại một ít thôi anh chị. Mấy cái mai này vậy là bữa nay là mình đi Sài Gòn hết hả? Còn lại ở Sài Gòn hả em? Trung tâm thành phố hết anh ơi. Còn mấy cây lớn là mình đi Hà Nội hay đi Hà Nội đóng đi xa hết. Chào em Thành nha. Chào Thành là quản lý vườn mai Phong Tốt anh chị. Nay em làm gì đó? Em trồng lúa cho mấy chậu mai anh. Rồi trồng lúa. Để sẵn tìm hiểu cho anh chị xem em đang rải trồng lúa là phải em có ngâm cái mầm này nữa hả? Dạ em phải ngâm nó là nó lên mầm em mới ra. Tức là mình mua cái hạt lúa hả? Đúng rồi anh. Mua hạt lúa. Mua lúa về mình ngâm mà xử lý sao mà nó được mầm như thế này, mình gieo lên nó mới mạnh. Lần đầu tiên mới thấy cái hạt lúa nó ra vậy nè anh chị. Giờ mới biết. Ăn cơm bảy lâu mà giờ mới biết. Cứ ngâm nước là nó ra hả em? Dạ mình ngâm đúng thời điểm đó là nó ra anh. Đúng thời điểm là khi nào? Là mình thí dụ mình ngâm rồi mình đủ, mình ngâm thì 24 tiếng. Tức là ngâm vô nước 24 tiếng. Dạ ngâm nước rồi đủ ủ bỏ vô thùng mình ủ cho nó kín là chút khoảng 12 tiếng nữa đi. Dạ mình đem ra thì nó sẽ nhảy mầm. Rồi nó nhảy chừng 16 tiếng nữa là mình đi. Nó có mầm rồi, mầm dài, mầm ngắn mình gieo nó mạnh hơn. Vậy là cỡ được ra cái mầm trắng trắng này là được 2 ngày nó mới ra hả? Dạ đúng, nếu mà hơn 2 ngày chứ. Đúng là cỡ mầm dày là cỡ 2 ngày rưỡi. 2 ngày rưỡi? Dạ. Là đúng. Lúa là mình mua... Dạ mình mua lúa thôi, lúa cho ra ăn bình thường thôi. Mà mình lấy cái giống hột nào mà nó mạnh đó anh. Cho hạt tròn, hạt dẹp thì nó không mạnh. Mà trồng cái này phải canh chim cái đồ nữa. Ở ngoài ra ngoài tiệm gạo thấy là lúa nó đã đúng người ta đã xay rồi, lấy hạt gạo nó có lên mầm không? Không anh, lúa mà nó bể vỏ rồi nó đâu có ra mầm đâu anh. Nó bể vỏ rồi nó không bao giờ ra nữa. Nó còn vỏ này này kia chứ. Nó còn vỏ là mua ở chỗ nào? Dạ mình mua tiệm gạo có hết á. Cũng có luôn dạ. Cái này nó bán người ta bán bao nhiêu? Bán ký anh, chừng mười mấy ngàn ký à. Nó cũng giống như gạo bình thường thôi vậy. Dạ thì bán ký mà. Có khi rẻ hơn dạ, rẻ hơn gạo chứ. Dạ mười mấy ngàn ký là cũng mắc rồi đó. Mười mấy ngàn ký anh là cũng mắc rồi đó. Dạ riêng vườn em là trồng cái này cho nó vừa đẹp mà vừa phong cảnh nó, cây mai nhìn nó xanh tốt nữa. Cái này chắc mua chừng 2 bao là cũng nhiều lắm ạ. Dạ hết vườn em cũng xài vài chục ký đó. Dạ thì em gãi phải đặt như nè, nhiều khi nó có sơ xuất rồi mình tưới nó ra một phần rồi dưới chim á nó xuống nó rỉa nữa. Chim xuống rồi phải có số rồi. Em phải làm số nó em đi dậm lại nữa chứ. Dạ nó mới đều được cái, như cái mấy chậu này em nè. Chỉ cần rải lên đó rồi rải cám dừa lên là xong thì hả? em rải cái lớp dưới rồi rải cám dừa lên là xong thôi, tại vì mình ương sẵn rồi. Mình chỉ làm cho nó ủ nước rồi nè, nó như chậu nhỏ này làm rồi nè, làm trước nè anh. Có mấy chậu lớn em cũng làm rồi đăng lên đó. Cái này là mấy ngày nó ra vậy? Khoảng 10 ngày nó lên được vậy. 10 ngày? Dạ lúa cũng trồng thấy cũng nhanh hả? 10 ngày là lên vậy là đẹp rồi nè. Lên cái phơm này là người ta chơi là rất là... Anh nhìn cái chậu của mình nó cũng sạch nữa, thấy không? Nhìn nó hay. Trên vàng dưới xanh. 10 ngày lên được từ 10 tới 15 xăng. Đẹp lắm. Lên được từ 10 tới 15 xăng. Còn chậu, mấy chậu lớn đó là em vô khoảng tuần. Rồi mấy kia là em mới vô là đúng 30 là nó... Mấy cái này đúng 30 là nó lên phải không? Mấy cái này là 30 là đẹp liền. 30 nó phải cỡ này. Cái này là em làm từ 10 ngày trước. Dạ 10 ngày trước anh. Rồi 10 ngày sau nó lên cao nữa thì sao?
nó chung là vô chậu mai thì nó có nhiêu đó, nó không có lên cao được nhiều đâu, nó sẽ nó vậy à. Nó lên cỡ nào cao nhất, ví dụ nó cao quá nó bít cây luôn sao, không mình có bít phải nổi tỉa hả, có tại tỉa vì, không không nó không bít nổi, nó phản dày à, nó lên chút xíu nè, tại lúa đó tới đây thì nó trong chậu luôn, nó xài nước nhiều mà mình vô đây nó đâu đủ nước nó nhiều đâu, mình xử lý sao nó xanh tốt là đẹp rồi. Để cái mục đích để trồng lúa vô đây là để làm gì em? Dạ cho phong cảnh nó đẹp nè, một với mai rồi lúa nó được sự may mắn nữa. Chứ nó nhìn nó hay hay. À, lúa gạo lúc nào cũng no đủ, còn dạ, đúng rồi, ấm no cây rồi. Mai thì là may mắn phải không? Dạ. Còn ngoài ra nó có tác dụng gì nữa? Dạ. Ngoài ra có tác cho dụng nó nữa. Có lúa vào nhà nè, có nhiều người ta cần lúa lúa vào nhà rồi này nhiều, ta thích. À, ngoài ra dạ. Còn tác dụng này gì nữa không? Dạ không anh, là cho nó phong cảnh đẹp thôi. Nhưng mà anh thấy còn có tác dụng này nữa nè. Dạ sao anh? Tác dụng làm cho cây mai nó phát triển tốt hơn á, tại vì cây này lúa là nó rút nước, là dạ. Cho cây mai nó không bị ướt nhiều phải không? Nó khô hơn ơi. Nó khô mà hơn đúng không? Tới, dạ. Nó rút nước thay vì trên đây cây này không có lá để ăn nước nè anh chị. Nếu mà cái chậu mà bị dư nước, lỡ bị dư nước một cái là nó rút lên lá này phải không? Nó rút không? Rút chứ. Nó để cho giúp cái chậu nó khô hơn á. Thí dụ mình tưới này mà 10% mà này nó hút hết 30-40 rồi. Cái này dạ. Nó giúp là phải chậu khô, khô hơn nữa đúng không? Mà chậu khô thì đỡ bị rụng nụ phải không? Dạ. Phải chậu ướt là hay bị rụng nụ phải không em? Dạ. Thường là mấy năm trước mai mình có tình trạng ít hay nhiều bị rụng nụ không? Dạ không, nhà vườn này mai em là không có ra chợ, không bao giờ mà rụng nụ. Để giờ đi kiểm tra thử nha. Nó thấy không rụng dạ. Nụ mình đi kiểm tra nữa. Để kiểm tra cái chậu lớn có rụng nụ không? Này là em dạ. Em lặt lá từ ngày mấy? Cây này cây mấy cây này em lặt sớm, em lặt đi ngày 7 ngày 8 em lặt rồi. Ngày 7 ngày dạ. 8 mà giờ là 21. Giờ tại Tết chơi Tết niên này kia đó. Tức là 14 ngày rồi hả? Dạ. 14 ngày sau này ra chậm hả? Chừng 12 7 8 9 cái cây này là như 9 mùng 9 em lặt. 9 là 12 ngày. Dạ. À, tầm nếu mà đúng là khoảng 12 ngày là ra vậy. Dạ ra vậy. 3 ngày nữa nó có chỗ rồi nè anh dạ, chị. Dạ đúng rồi. Nó lên chân xanh dài nè, 3 ngày nữa bắt đầu chỗ. Anh Hoàng nút nhỏ thì mình xài 15 ngày. À. Mà năm nay á, các vườn luôn nắng, thời tiết nắng quá thì mai vườn nào nó cũng phải nở sớm chút. Mình lặt, mình canh không. Thì vườn em cũng vậy luôn hả? Nó không, nói chung không, cũng bình thường, mình nó hơi nhớm hơn trước một ngày thôi. À. Dạ. Mà ở mình đây... cũng vừa xử lý vừa tầm bà con chơi Tết, tại vì... cái mai á là thường thường dân thành phố mình á hội nghị đồ này kia ta thích là muốn có 27 thôi, từ 27 đủ đi là có bông, sẽ có bông chơi, ta chơi lai gai tới mùng 4 mùng 5 luôn. À dạ, đây sẵn đứng kế cây mai bữa trước trồng nè, mình xem cây này coi nó có khỏe không. Có, cây này bây giờ chiều cao của nó là 1, 2, 3, 4 mét, trên 4 mét anh chị thấy có chỗ bông ha, mặt bông mà lú ra lưới luôn đó, ra thấy không. Ờ, thấy có chỗ bông. Cây theo cách xử lý cánh. Của bên em á. À. Như thế này cây vậy nó có mạnh không? Để xem anh chị kiểm tra coi. Xì mà xì tuột ha. Bông nở lên trên luôn anh Hồng ơi. Quá trời luôn anh Hồng. Ơi. Đâu. Mọc thông thân không nha. À. Cái máy này mạnh lắm chị. Cây này rất khỏe mới mọc bông được trong thân. Vậy là chứng tỏ hôm bữa giờ được ngày mấy, em trồng ngày mấy ta? Bên kia có phải không? Dạ. 18 tháng 1 hả? Dạ. Thứ năm ngày 18 tháng 1, 2024. Vậy là... ngày 8 âm lịch mà. 18 tháng 1, bữa nay là mấy ta? 31. 12 ngày. 12 ngày thì bắt đầu xì tược, lên bông luôn anh chị. Cây này vậy là trồng tốt ha. Cái chậu rất là ráo ha.
Bữa trước em có quay cái cách là trồng cây này, anh chị mình vô clip cũ coi ha, hoặc là để ở dưới clip em cho anh chị xem một cái đường link để anh chị vô mình xem lại cái clip cũ coi cái chậu này ở vườn Mai Phong Tốt trồng như thế nào mà bây giờ nó lên tược ok nè. Vòng vòng có 12 ngày. Lên tược lên nút nụ. Lên tược nút nụ luôn. Nụ mà là ra thân luôn nè, thấy không? Cách trồng mình như thế này nó cây nó rất là khỏe. Ừ. Trời, giờ mình đi kiểm tra coi có bị rụng nụ không anh chị. Nó chơi anh chị. À, đây là một trong những cây mai lớn ở vườn mai Phong Tốt nè. Đây để em coi cho anh chị xem ở vườn mai Phong Tốt thì trong những năm ngoái cái bông nó sẽ trổ như vậy nè. À, lấy cho anh chị xem, em cầm anh cái này cái. Rồi. Bỏ bỏ tay à. Nè, mình coi lại từ đầu anh chị ha. Cầm như nè. Cho nó ngon. Anh chị. À. Cái này là lúa chứ không phải cỏ nha anh chị. Đó, lúa ha. Đây lúa. Những năm trước nè, lúa, có chậu nào có lúa là của Phong Tốt anh chị ha. Này là siêu bông nè, đó, có lúa anh chị nè. Đó, chậu nào cũng có lúa ha. Chậu này chưa có, chưa trồng nè. Này chậu này có lúa nè. Đó, đó món đó chậu vậy nè anh chị. Anh chị thấy chậu có lúa không? Ngoài xưa chậu có chậu... chậu đỏ giống vậy nữa nè. Đó, mà giờ đã lên chậu biển hết rồi. Như cái lúa này là mình trồng được mấy ngày rồi em? Dạ lúa này thẳng nó một tuần lễ là được gì? Là được 7 ngày á. Mình mà mình phải cái hồi nãy là mấy ngày? Dạ. Cái bên đó là mấy ngày? Cái đó 10 ngày. 10 ngày. 7 ngày thì lên được tầm khoảng 10 xăng là cao nhất là anh chị nè. Từ 5 tới 10 xăng là lên 7 ngày. Trong một lượt nó là một tuần lễ mà có chậu khác, có chậu này chậu kia phải canh chim rồi nữa chứ mới được vậy á anh. À, còn chim... không ấy là chim nó phái lắm, nó xuống nó bươi nó phá không còn cái gì hết. Dữ vậy? Dạ, đuổi chim là mấy ngày đầu chưa lên là mình phải đuổi. Nó qua đây xích vô cho anh tấm hình cái để nón cao lên. À, ok rồi, đẹp. Cái nữa nè. Rồi đẹp. Xem có rụng nụ rụng đồ gì không. Nhưng mà này chắc Thủ Đức không, đâu có làm gì dễ gì rụng. Phải không? Thủ Đức quyền rồi. Thủ Đức quyền thoại. Sao rụng được. Đây ngoài Thủ Đức em có giống gì nữa không? Dạ không anh. Anh chơi Thủ Đức không anh chị? Vườn mai Phong Tốt nha. Cây này là được lặt lá mấy ngày rồi em? Ngày mấy? Cây này nó khổ mùng người. Có ghi hả? Dạ. Đây không ghi, thấy ghi. Bé đang. Không thấy ghi. Dạ, mấy cây này em. Em lặt 13 ấy này. Cây này là 16. 16 bữa nay 5 ngày. Dạ. 5 ngày mới bắt đầu lên chân xanh ha. Đó. Có cái lên búp, có cái lên chân xanh ha. Lặt 5 ngày anh chị. Mà mấy cái Thủ Đức này mình chơi nó rất là nụ nó nở từ từ rất là đẹp. Em sẵn là anh chị xem bộ xương của những cây mai lớn, xương tàn những cây mai lớn bẻ như thế nào. Rồi, giống như là hồi xưa là anh chị thấy những vườn mai thì người ta bắt đầu trồng những cái phôi kiểu này nè. Đó. Rồi xong cách ghép, bẻ sửa chi như thế nào. Mình nhìn vô mấy cây mai lớn này,
Mà bây giờ là cái thời điểm để mình nhìn vô nè anh chị, thấy không? Đó, mình giờ nhìn vô là có thể biết là những cây mai lớn thì bẻ thửa như thế nào, chi cành bẻ qua bên trái bên phải gì đó. Em quay chậm cái cho anh chị xem. Giờ chỉ còn mấy cây mai lớn nha, đó là anh sẽ em quay cho anh chị xem mấy cây này. Rồi, đi qua mấy cây mai khác á. Đây cái bên. Cây này số nút cây này. Dạ, mấy cây này mấy cây bonsai. Cây bonsai. Dạ. Cũng ghép dạo Thủ Đức không? Ừ. Còn cây này. Cây này cao 3 mét anh chị. Tán ngang là 1m8. Mấy gốc mai này mà cũng lặt cây mấy em? Dạ nói chung là 16. Cây này lặt 16 anh. Lặt ngày 16. Dạ. Cũng cùng mà cùng đợt luôn. Có cây lặt 17, 15 gì đó. Cây này một cốt rất gọn, thường bẻ theo tàn thông vậy đó anh chị nè. Mấy gốc mà này giờ nó cũng khó kiếm lắm. Dạ cũng nói chung là các nhà vườn ấy là cũng, này mình cũng chuẩn lắm mà. Vườn mình cũng vườn mai phong tốt thì gốc bự nhiều anh chị ha. Đới thì không phải là đới vip lắm nhưng mà gốc bự chi cốt cành này nọ là chuẩn ha. Quách này, gốc này là tầm khoảng trên 60 nè. Chiều cao 1, 2, 3, gần 4 mét. Qua mấy gốc này xem. Này cũng gần 70 hoành nè anh chị. Toàn bộ là gốc cao hết ha. Bữa trước là mình xem đang còn lá. Cây này cũng cao 3 mét rưỡi nè. Cũng lật đợt 16 hết ha. Dạ. Thành. À, em quay cho anh chị xem mấy cái co ở bên trong. Hồi xưa là người ta uống nắng anh chị ha. Nguyên vàng này là 16 hết ha. Dạ. Đây thường mấy cái ngọn anh thấy, anh chị thấy mấy cái ngọn bên trong là độc chủ anh chị. Đầu chủ bên trong mấy cây này thấy uống chén long. Đó, đọc chủ uống chén long, cây bên này đọc chủ cũng uống chén long rồi anh chị. Đó. Mấy gốc này bây giờ nói chung là các vườn cũng được khó kiếm lắm. Gốc lớn mà. Dạ. Bộ đế thì không có thôi chứ gốc phun cao này bây giờ kiếm không ra. Đó, anh chị thấy lúc mà cái mắt kép tới đây nè, đó. Xong rồi ở đây lên là uống dán lông hết à, chứ không có để thẳng luộc anh chị, không để xung đột. Cây bên này cũng vậy, mấy cây này là hoành trên 70 hết ha. Cặp này vô lú sao nè, giờ mới lú lú anh thấy không? Này à, vô được mà vô thì 17 là 17 tháng 12 vậy là 4 ngày mà nó mới ra đây vậy thôi. 4 ngày nó ra từng mà nó lên rồi nó xanh lẹ lắm, nó mau lắm. Nó ra từng tầm khoảng 3 xăng anh chị. Dạ. Vậy là cây bên này cũng vậy phải không? Thì một lượt với nó là hai cây này. Nó mà lên rồi nó lẹ lắm. Nó mà đâm được cái nó nhồi cái tược của nó lên rồi là nó lên luôn. Ừ, thấy cái trồng lúa này cũng hay á. Nhưng mà cái này trồng này dạ. Qua Tết cái mình lấy ra lại hả? Nó thì nó sẽ mình nhiều khi mai mình cho thuê nó cũng tưới thì nó sẽ khô. Nó lúa là nó phải cần nước. Ừ. Nó nhiều khi có mấy chủ mà ta chơi ta không có tưới là nó sẽ vàng. Thôi mình phải tưới cho nó đẹp. Nhưng mà tưới nhiều quá nó ảnh hưởng tới cây. Thôi à, nó ẩm ẩm là nó lên nó có miếng nước rồi cho nó ăn là nó được. À. Nó uống miếng nước là nó sẽ thì mình về mình lấy ra hết là hết chứ. Mình làm lại chứ. Qua Tết là mình lấy ra. Dạ. Lấy ra mốt mà mình trồng trồng lúa ăn luôn được không? Lúa hay là mình dục luôn hả? Dục luôn chứ ăn gì.
Vậy cái này nó dính thuốc vô đúng không? Đâu có dính thuốc mà nó đâu có, mình trồng cái này nó đâu, mình trồng cỡ nào nữa nó đâu có nó không chất bông, lượng. nó không có được lên học như lúa kia. Dạ mình trồng vô đây là nó này, nó trồng này lên đi rồi. Dạ em không nghiên cứu sao trồng mà lên học luôn giống cái kia, xong mình cho nó lên học cái mình đẩy nó vô, và lúc đó lên học thì nó cao quá phải không? Dạ. Mấy cây này là mình lấy lá ngày nào vậy Thành? Dạ 16 anh. 16 nay là 5 ngày ha. Dạ 5 ngày. Nó bung vỏ chấu hết rồi. Mới là bung vỏ chấu thôi. À. Còn đây nguyên lô ở dưới đây là cũng vậy luôn không? Dạ, đa số 16. Giáo học hết phải không? Giáo học hết. Hôm bữa cái lô chở Tân Châu rồi ta? Dạ Tân Châu bên đây anh. À bên đó phải không? Còn cái cây đang cây này bà đại lộc anh. Ồ đại lộc đang có bông nè. Dạ. Quay lên mặt bông đẹp. Này được mấy ngày rồi? Dạ. Cây này bữa mình lại cũng bữa 15. 15. Dạ. Đại lộc. Cánh nó thì thôi khủng khiếp luôn á ha. Hay 35 cánh. 6 8 35 cánh ha. Dạ. Vậy đó. 36 cánh. Nó là ba mấy cánh á. Dạ. Đại lộc. Hàng đại lộc này là có đỉnh. Này, bông đại lộc luôn nè. Bông như gắn luôn. Đại lộc người ta sợ nó bị đốc dữ lắm á. Đúng rồi. Mà mấy cái này có bị không? Nó nhìn đây lên mặt bông nó. Mấy cái le lưỡi nè, le lưỡi nếu mà nó đốc là nó đâu có bự đâu. Nó đâu có dày đâu đúng không? Nó dày nè, anh nhìn nó dày lùi hết nè. Một nốt được 6 chân bông nè. Dạ. Ở đại lộc nó là vô địch về về nút rồi. Đó. Nút là vô địch. Con vàng bên đây. Dạ. Đây là là Tân Châu bên này phải không? Dạ Tân Châu bên này. Đó, tiếp tục cái Tân Châu nè. Xem vàng nút của nó. Này được ngày mấy em? Dạ, nói chung là 15 16 là tụi em trong 2 ngày đó là tụi em cũng lãi. Mấy hàng này là 15. Mấy cây này là đúng Tết phải không? Dạ. Còn một số cây thì thấy là cũng có trước Tết đó anh chị. Dạ chơi nói chung là năm mình chừng độ 28 đổ đi là có mặt bông này, người ta mới thôi chơi về đón xuân mà. Đón xuân là mình chơi từ bắt đầu từ 25 26 rồi đi là mình bắt đầu lai rai, mình chơi tới Tết rồi. Lai rai cho nó đẹp ha. Nó mới đúng nghĩa mùa xuân, tại vì mùa xuân chơi được có 1 2 3 thì cũng không đẹp. Bởi vậy người ta mới kêu có chơi ở tất niên rồi chơi Tết rồi chơi khai trương mấy mấy đợt. Chơi mấy đợt luôn. Để là tân niên nữa. Dặn với... Còn này ha, này là tân niên. Tân niên. À, tân niên. Ra mùng, thí dụ mùng 5, mùng 6 gì đó. Khách thì nó dặn thì mình... Trời ơi, cái nút nó lên gì nè anh chị. Nút ra, ra không? Nhìn hột mà nó lên khủng khiếp không? Cây này cũng dở Tân Châu hả? Dạ. Nút nó sẽ ra đều. Ngày chơi tất niên hả? Dạ. Nhưng mà thấy một số nút là nó có hơi bị... Thật gốc nó xịt thuốc không kịp. Hả? Nó bị sâu, kiến. Đen đen này nè. Sâu kiến. Gọi là cái gì? Sâu với kiến. Sâu với kiến, nó hơi bị đen chút xíu. Nó xịt không kịp, nó phát hiện qua. À. Dạ. Vậy là cái này mình lấy ra là mình phải xịt ngừa thường xuyên phải không? Nó là còn hai cây này sao thấy mới quá nè. Dạ hai cây này mới về, mới về. Mới về hồi ngày mấy em? Dạ em mới về bữa mùng 10. Mùng 10 tới nay anh chị. Cây này hoành chắc 70 hả? Hoành này cũng 70 đấy mấy. Em về một cặp này nè. Cây này Tết mình đi đâu em? Dạ. Tết này cũng đi về thành phố cho mấy chỗ chơi. Cây này cao 4 mét rưỡi, ngang 4 mét rưỡi nè anh chị. Đúng rồi. Tán ngang nó cỡ đó. Chiều cao nó 4 mét rưỡi. Một cặp này bằng nhau mà.
nút nè. Cặp này là chưa có chủ phải không? Để mình chơi mới về mà phải không? Dạ. Đây, cặp này còn mới nè anh chị. Dạng nút là quá trời luôn ha. Dạng nó nút quá trời. Nút no luôn. À, cái này nút ok nè. Không biết có khi nào nó trường hợp bị nín không em? Không anh, nếu là ấy nó cũng phải chảy một hai bữa thôi chứ không có nín. Cái này em lặt ngày mấy? Dạ, cây này em mới lặt lặt bữa 19 thôi. Mới lặt đây thôi anh chị. Dạ. Mới lặt 19 và lặt cái đợt đó lặt chót luôn á. Dạ. Đợt cuối cùng đúng không? Dạ đúng rồi. 19 là đợt cuối cùng để lặt lá anh chị. Hai cây này nút bung rồi nè. Em muốn giống mà chuẩn bị bởi vỏ chấu á. Gốc này thì lớn hơn mà cái phơm tàn nó cũng bằng. Cái này nút khủng khiếp á ha. À, nút ghê á. Mai này zin à. Mấy cây này chỗ dữ lắm anh chị ơi. À, bộ đế nữa nè. Bộ đế em che lửa rồi nằm cũng dữ lắm. Ừ. Dạ. Tết này là mình đi chợ nào em? Chợ bông nào? Dạ bên em đi cũng gia đình anh. À công viên gia đình. Dạ. Công viên gia đình ở khúc nào? Dạ cho là quầy qua cặp xiếc cũng có với đường vô Đặng Thị Sâm. Dạ. À là Đặng Sâm 4 lô quầy qua cặp xiếc 4 lô. À. Dạ. Là khúc đó ở vườn mai Phong Tốt của anh chị, còn đây là mấy cây mai mình chơi để bàn nè. Mấy cây này là giá trung bình nó tầm khoảng nhiêu vậy em? Mình có giá chưa? Dạ mấy cái này cụ thể là 1 triệu cũng có nữa chứ, vườn em là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì cũng có hết. Từ 1 triệu tới 3 triệu tùy. Dạ, theo góc lớn nhỏ anh chị. Rồi sơ lượng thôi chứ mình tham quan vườn mai Phong Tốt. À, bữa nay là 21 anh chị, để bữa nào vườn mai Phong Tốt ra đó em, ra công viên. Dạ, gia đình 25 6 ra 25 anh. À, bữa nào vườn mai Phong Tốt ra em sẽ qua quay cho anh chị xem tình hình bông nút lúc đó, cũng có cây chỗ bông nữa. Dạ. Để xem tình hình bông nút ở vườn mai Phong Tốt như thế nào. Rồi tới đây mình tạm kết thúc clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn, chào em nha. À, chào con cô bác.